thực hiện mục tiêu phát triển các kỹ thuật chuyên sâu, nâng cao chất lượng điều trị bệnh viện. Bệnh nhân, Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long đã nghiên cứu ứng dụng thực hiện thành công kỹ thuật nội soi tán sỏi ngược dòng bằng laser. Thời gian gần đây, Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long đã điều trị thành công cho nhiều trường hợp bị sỏi niệu quản trên thận ứ nước bằng phương pháp điều trị tán sỏi nội soi ngược dòng bằng laser và đặt sonde JJ để giải quyết viên sỏi gây ứ nước thận. Đây là phương pháp điều trị hiện đại ít xâm lấn đối với bệnh sỏi đường tiết niệu, bởi vì mọi thao tác được thực hiện qua đường tự nhiên của cơ thể. Phương pháp này giúp bảo tồn tối đa chức năng của thận và giảm thiểu cảm giác đau trong và sau quá trình điều trị, không để lại sẹo mổ hở, giúp người bệnh phục hồi nhanh, có thể xuất viện sớm. Việc triển khai ứng dụng thành công nhiều kỹ thuật chuyên sâu trong điều trị tại bệnh viện tuyến cuối của tỉnh đã góp phần nâng cao chất lượng điều trị, giảm quá tải bệnh nhân cho tuyến trên.